Hi, hello các bạn. Mình đang tới một cửa hàng của một anh bạn là Bawadi Coffee, đến từ đất nước mình đoán nhé. Đã đây đây với trang phục như thế này cứ rất là đáng yêu. Dạ không biết là. Yes, thank you. Wow, đặc biệt là có hương củ gừng ở đây và cà phê sạch. Nguyên chặt luôn. Dạ, xin xin. Oh. Where are you from? Indonesia. Oh, Indonesia. Yeah. Welcome to Vietnam, ASEAN. Yes. Yeah, Indonesia have what coffee? It is what's no it? Coffee. No fun coffee. Red Ranger. Oh, Red Ranger. Yeah, yes. Original, 100% Ranger. Yeah. You can talk about this? You make your body fresh. Yes. What is you have for ice? If you want to buy it. 14. 40? 100. 40 hundreds? No. Yeah. Okay. 15 piece. Yeah. Yeah. I can't stop singing. Same name. Oh, quý vị, một loại cây trà gừng, cái hương vị cũng khá là đặc biệt, nó ấm áp. Và ở đây là có một số khách hàng ở nước bạn khác đến tìm hiểu. We have a show in the Moscow show. Exhibition. Food exhibition. Yes. Showing they ever been to Moscow to exhibition also. They ever been there. It's about berapa lama di Moscow kemarin? 6 days. 6 days. It's about 6 days. Okay. Once upon a time. You can make it again. I can to be here. You okay? Okay. Yes. No problem. Okay. Đúng rồi. Yeah. So yes. Oh, các bạn thấy đó. Yeah, bên này. Breaking that. Yeah, và bây giờ thì mình có thể đến đất nước bạn để thưởng thức một ly trà gừng này nhé. Với một địa chỉ rất quen thuộc, trung tâm hội chợ triển lãm Express, để cùng tới các gian hàng của các bạn để cùng thưởng thức nhé. Bye bye và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.